nhà cùng vui, một game show hấp dẫn và vui nhộn dành cho cả gia đình. Đặc biệt hơn, ba mẹ được thể hiện tài năng của mình về mặt kiến thức lẫn vận động để mang lại niềm tự hào dành cho con. Đến với Cả Nhà Cùng Vui, các gia đình sẽ cùng nhau nỗ lực trải qua hai vòng thi đấu căng thẳng và hồi hộp, Người Hùng Của Con và Ai Là Siêu Nhân, để giành chiếc vé bước vào vòng đặc biệt Ai Hiểu Con Hơn. Trong tập phát sóng tuần trước, chương trình đã mang đến những khoảnh khắc thú vị trong vòng thi Người Hùng Của Con. Và tuần này, chúng tôi xin mời quý vị khán giả hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu với vòng thi đấu Ai Là Siêu Nhân và Ai Hiểu Con Hơn, để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn về tinh thần đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau của các gia đình. Thử thách đầu tiên, ném trứng. Ba và mẹ chỉ có 60 giây để ném trứng vào vỉ. Một trò chơi tưởng chừng đơn giản, nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ, tính chính xác và sự kết hợp ăn ý của ba mẹ. Liệu rằng các đội trưởng nhí sẽ có những chiến thuật như thế nào trong thử thách này? Mà bây giờ theo Trang đánh giá thì cái trò này là nó có dễ cho ba mẹ mình không con? Dạ cũng bình thường ạ. Cũng bình thường hả? Còn con? Dạ anh thấy cũng khó. Khó ở chỗ nào ta? Mình chỉ đứng đó giống như ném ấy, ném vào là xong, vô luôn trong cái rổ luôn rồi. Nhưng mà bóng bàn là hay nảy. À chính xác, cái bóng nó rất là hay nảy. Bây giờ con số bắt đầu đầu tiên để dự đoán thì cô mời Trang trước. Dạ ba mẹ con sẽ ném được 8 trái. 8 trái. Còn con bây giờ sao nè? Dạ con xin chọn là 10 trái ạ. Căng ạ, khó trúng lắm. 10 trái cơ, bây giờ sao nè? Bây giờ Hà Trang suy nghĩ kỹ nha. Nghĩ ba mẹ con sẽ ném được 11 trái. 11 trái còn con? Dạ con nhường quyền. Ôi con lại nhường. Vậy là chốt lại là ba mẹ của Hà Trang sẽ phải cố gắng là ném được 11 trái trứng vào trong cái vỉ. Con số mà đội trưởng Hoài Trang dành cho ba mẹ là 11 với thời gian 60 giây. Liệu có làm khó được ba mẹ hay không? Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên mẹ đó, ơi. 2 nhịp là không được tính rồi nè. Phải 1 nhịp nha, 2 nhịp cũng không được tính luôn. Cố lên mẹ ơi. Được rồi kìa, ba hay quá. Con cổ vũ mẹ lên. Cố lên, ba mẹ đó, ơi. Dễ lắm. Để lên mẹ. Chà, nó đàn hồi nó tưng ra ngoài. Ó, hay quá mẹ ơi, giỏi quá mẹ. Yeah, giỏi quá mẹ ơi. Trời ơi, ba mẹ chơi tốt quá. Cố lên, cố lên, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Vâng, một nhịp thôi. Nhưng mà ba mẹ chơi rất là bình tĩnh, rất tốt luôn á. Đẹp chưa? Xếp hình, ba mẹ xếp hình đẹp quá. Còn một trái em nữa kìa, nó không có luôn. Đó, yes rồi. Kính thưa quý vị, và sau khi chúng tôi kiểm tra lại băng ghi hình, chiếu chậm lại thật kỹ để xem những lượt nào phạm quy, thì rõ ràng là những lượt đầu tiên á, ba mẹ chưa có quen với nhịp thi đấu, đâm ra là phạm quy hơi nhiều khi mà để bóng chạm 2-3 nhịp trên bàn. Nhưng mà cũng may quá, những cái 2-3 nhịp đó nó dàn ra ngoài trơn. Nhưng mà trong đó có một trái ha. À, em sẽ chọn một trái là nó nằm bên trong đó, là bị phạm quy, mình bỏ cái này ra. Rồi bên cạnh đó là chúng ta có thấy cái ba trái đang nằm ở vị trí bên trên, là ba trái trứng nó không được an toàn, nên là ba trái này mình cũng không được tính luôn. Giờ mình đếm nha, hy vọng là hơn 11. Chuẩn bị 1 đếm đi con. Nhiều 24. Đồng nghĩa là sao con? 24 trái. Thắng rồi. Yeah. Yeah. Chúc mừng ba mẹ. Như vậy là gia đình của bé Trang nè, bà Thái và mẹ Nguyễn ghi được 20 điểm. Tại thử thách này, ba mẹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau và hy vọng là chinh phục được mục tiêu mà con mình đưa ra. Không biết là ba mẹ sẽ ghi được bao nhiêu điểm đây, khi mà chúng ta thấy được mỗi bên đều có 10 cái ống hút, mỗi người sẽ sở hữu 10 cái ống hút này mà thôi. À, làm sao trong vòng 60 giây ném từng cái ống hút nào vào những cái ly này. Ly nào cũng được, miễn sao là ống hút và ly phải nằm ở vị trí này là hợp lệ. Hy vọng là các bé cũng phải mường tượng xem tối thiểu là 1, tối đa là 20. Trong vòng 60 giây, ba mẹ con ghi được bao nhiêu điểm? Bây giờ con sẽ dự đoán coi là ba mẹ con sẽ ném cái ống hút vào những cái ly đó là khoảng chừng bao nhiêu nhỉ? Dạ con 7 cái ống hút ạ. Con đoán thử coi là sẽ bao nhiêu cái ống hút nè? Dạ con đoán là sẽ 8 cái ống hút ạ. Rồi, còn con? Dạ con là 9. Con chọn 9 hả con? Dạ con chọn 10 ạ. Rồi, còn con?
Dạ là 11 ạ. 11, con? Dạ con lên 14 luôn. Nhiều lắm á con nha. Dạ. 14 là cao lắm á con nha. Đang là muốn quyết chiến quyết thắng cho ba mẹ chơi mà. 14, con? Dạ con sẽ nhường cho chị ạ. Vậy là nhường cho chị Trang, ba mẹ phải cố gắng là ném 14 cái mút vào ly. Cố lên nha ba mẹ. Một lần nữa, bé Trang lại đặt trọn niềm tin cho ba mẹ của mình. Và lần này, ba mẹ sẽ thể hiện như thế nào để đạt mục tiêu mà bé đưa ra? Ôi dạ. Mình ráng luôn. Thôi dạ. Ôi chị. Ôi dạ ôi. Được rồi, một cái. Ôi dạ ôi. Hai, rồi. Ôi dạ ôi. Hai cái. Đó. Con ăn với bà đi con. Còn 4 cái nữa mẹ ơi, cố lên. Rồi. Yeah. Hết chưa? Cố lên. Giờ mình đếm nha bé Trang nha. Mấy nè? 1 2 16. 16 với 14 làm sao con? Dạ thắng rồi chú ơi. Với niềm tin vào ba mẹ, Hoài Trang đã mang về chiến thắng cho gia đình. Và điều này giúp cho bé Trang gom nhặt thêm sự tự tin vào ba mẹ. Trong thử thách tiếp theo, cắt đồng hồ với mốc thời gian là 60 giây. Trò chơi cần sự khéo léo, tỉ mỉ của cả ba và mẹ. Chiến thuật lần này của đội trưởng Thành Quang, Yến Phương sẽ như thế nào đây? Yến Phương sẽ dự đoán là ba mẹ sẽ cắt được bao nhiêu cái đồng hồ nè? Dạ con nghĩ ba mẹ con cắt được 10 cái đồng hồ. 10 cái đồng hồ là hả? Ba năm cái, mẹ năm cái đó. Hợp đúng đi. Không? Mời con. Dạ con nghĩ là ba mẹ con có thể cắt được 16 cái. 16 cái đồng hồ con? Dạ con nghĩ 18. 18, gần 24 rồi nha. Còn con ơi, con thấy được không? Con nghĩ là con sẽ nhường. Con nghĩ là con sẽ nhường. Bây giờ mình đập tay vàng cái nè. 2, 3. Yeah. Dường như con số 18 đã khiến cho ba mẹ Yến Phương có phần lo lắng nhẹ. Nhưng với niềm tin của Yến Phương, chắc chắn ba mẹ sẽ cố gắng hết mình. Ba mẹ ơi, có lời, có tỉnh vào ba mẹ. Ba mẹ là có chiến thuật riêng nha. Đó, cắt lại các những nét giống như là sơ chế trước. Đó là mình vô tỉ mỉ sao, hay quá. Đó, mỗi người một chiến thuật ha. Cố lên, cố lên. 18 cái đồng hồ nha. Cố lên ba mẹ ơi, đừng để bất cứ một động tác thừa nào cả. Đó, cũng hình tròn hen. Đó, sơ 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 lại. Cố lên đi, nè. Con tin ba mẹ. Mẹ ơi, ồ, ba mẹ ơi. Nhanh quá kìa. Đấy, bà cũng chơi rất là tốt. Dạ, ba mẹ cứ bình tĩnh nha. Phải chú ý mở mắt ra ba mẹ, chứ nhắm mắt, mắt công cắt ra móng tay. Thời gian đã trôi qua. Cố lên nào, cố lên nào. Ồ, ba mẹ ngày xưa chắc học thủ công giỏi lắm nè, cắt rất là khéo, rất là đẹp. Và chắc ở nhà cũng phụ cho bé Phương nhiều lắm trong phần trang trí. À, hết giờ rồi. Chúng ta cùng đếm nào. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái đồng hồ. À, dạ. Rất là giỏi à. Rất là nhanh, nó mà ba mẹ cắt rất là khéo nữa, rất là ba tròn. Ba cũng giỏi, ba giỏi quá à, cắt. Không sao, không có chí thật. Mặc dù không vượt qua được con số 18, nhưng đối với bé, ba mẹ là những siêu nhân tuyệt vời nhất vì ba mẹ đã cố gắng nỗ lực hết mình trước mục tiêu của con. Thử thách tiếp theo vô cùng khó khăn và căng thẳng. Ba và mẹ sẽ dựa vào sức gió để di chuyển cái ly về đích chinh phục được mục tiêu. Liệu rằng với áp lực thời gian 90 giây, bé Phương Anh và bé Bích Ti sẽ mang đến con số nào cho gia đình? Câu bộ cái trò này khó nè nha. Bích Ti thì con nghĩ là ba mẹ mình nó sẽ quạt được bao nhiêu ly về tới đích? Con đoán là ba mẹ sẽ quạt được 3 ly về tới đích. Còn con là dự đoán là sẽ là bao nhiêu ly về đích? Con nghĩ chắc là 4. Tới cái vòng này rồi là mình phải chắc cú ha. Rồi, Bích Ti. Ba mẹ sẽ quạt được 5 ly về đích. 5 ly về đích. Còn Phương Anh? Dạ con nhường, mạnh nhường. Vậy là gia đình của bé Bích Ti lại tiếp tục bước vào trận đấu cuối cùng. Đó chính là phải đưa được 5 ly về đích.
Ở phần thi đấu này, 5 chiếc ly được ba mẹ Bích Ti mang về đích. Ái chà, có vẻ như rất khó khăn đây. Nhưng hy vọng với sự cổ vũ nhiệt tình của bé thì ba mẹ sẽ thành công. 3, 2, 1, xin mời. Con lên ba mẹ. Đó, cái ly không được chạm vô ly nha. Ê, cái dĩa không được chạm vào ly nha. Đó, đi hình vô nha. Có vẻ nếu như mà ba đó. Mẹ mà biết chiến thuật là đi cũng dễ dàng mà. Đó, tới do đó thì ưu tiên cho lực của mẹ nhiều hơn đi. Ưu tiên cho lực của mẹ nhiều hơn. Ồ, cái ly ngộ ha. Ồ, lực đó, mẹ phối hợp. Rồi, mẹ về đây nào. Mẹ đừng có lớn qua đó. Đó, giờ tới ba nè, lực của ba nè. À, một phát ăn luôn nè. Rồi, tốt lắm. Bây giờ chơi đi ngay. Đó quá. Ly rồi. Đúng rồi, mình có kinh nghiệm nhiều hơn rồi đó. Đúng là động tác nào, chúng ta động tác đó. Cố lên ba mẹ. Cố lên. Đó, cái chỗ đó thì ưu tiên lực của mẹ nhiều hơn nào. Cố lên. Rồi. À, trời ơi. Thời gian vẫn còn, tiếp tục nào. Buồn quá. Căng à. Chị quạt lên đã xong rồi. Cái lực của mẹ thì hơi yếu hơn của ba ha. Chị quạt phía dưới gì? Cho nó lên. Rồi, đúng rồi. Đó, đúng rồi đó. Ồ, đúng rồi. Đi đẹp chưa kìa. Cố lên. Cố lên. Cái lì cứng đầu quá. Cái lực và vận tốc gió cũng rất là quan trọng. Rồi, mẹ quay về. Hay quá ba ơi. Rồi, lý tiếp theo nào. Ba hết giờ rồi. Ba mẹ thấy sao ạ? Sự kết hợp rất ăn ý của cả ba và mẹ tuy chưa mang về chiến thắng cho gia đình, nhưng đây sẽ là một trải nghiệm đầy thú vị cho cả nhà. Hy vọng rằng với thử thách tiếp theo, cả hai đội trưởng sẽ cân nhắc hơn trong sự lựa chọn của mình. Chúng ta đang đến với một tấm bảng với rất nhiều hình ảnh trên đó đó. Quý vị thấy nhiều hình ảnh ghê chưa? Cái này là cái mặt sau thôi. Cái này là cái logo chương trình. Cái hình ảnh nó nằm sau nha quý vị. Lát nữa đây em sẽ mở hình ảnh ra. Ba và mẹ chỉ có 10 giây để quan sát và ghi nhớ những hình ảnh nằm trên đó mà thôi. Sau khi kết thúc 10 giây, MC sẽ quay bảng lại. Và 60 giây tiếp theo, ba mẹ phải lần lượt nói ra những cái tên mà những hình ảnh mà chúng ta ghi nhận được trên đó là cái gì. Và bây giờ thì các con ơi, dự đoán xem ba mẹ sẽ ghi nhớ bao nhiêu đây khi số lượng hình ảnh bên trong đây ở đằng sau sẽ là 38 hình ảnh khác nhau. Mà bây giờ tụi con á phải dự đoán được là ba mẹ sẽ ghi nhớ được bao nhiêu món. Thì không biết là Bích Ti sẽ dự đoán được là ba mẹ mình sẽ ghi nhớ và mình sẽ nhớ được bao nhiêu hình ảnh ở trên tấm bảng đó. Dạ, con dự đoán là ba mẹ con có thể đoán được 9. Phương Anh đoán thử coi ba mẹ mình sẽ nhớ được bao nhiêu tấm hình trên tấm bảng đó. Con nghĩ là 10 thôi. 10, đó Bích Ti nè. Cho cô một con số. Con nghĩ là 13. 13. Phương Anh thì nghĩ là ba mẹ mình sẽ trả lời được bao nhiêu tấm hình trên cái tấm bảng đó nhỉ? Con nghĩ là 14. 14 hả con? Ừ, 14. Bích Ti nghĩ bao nhiêu? 14 cũng còn ít mà. Dạ con 16. Bây giờ đã tới khúc gây cấn. Theo cô nghĩ một phút mà nhớ tới 16 cái hình thì cũng căng rồi nha. Khá là gian nan. Dạ con nhường. Vậy là cuối cùng Bích Ti lại giành về quyền để cho ba mẹ mình trả lời. Một lần nữa, quyền thực hiện thử thách lại là gia đình bé Bích Ti. Liệu rằng với con số 16 trong chiến thuật của mình, ba mẹ có bứt phá để mang về chiến thắng hay không? 10 giây bắt đầu. Có lắm ba mẹ. Đã hết 10 giây. Và bây giờ hãy sẵn sàng với 60 giây để ba mẹ có thể kể tên ít nhất là 16 món chính xác với những thông tin hình ảnh mà chúng ta vừa mới tiếp nhận được. 3, 2, 1, xin mời. Xe đạp, máy bay trực thăng, cái đùi gà, cây xương rồng, cái ổ khóa, cái bóng đèn, đèn chụp ở trên xuống. Rồi, anh kể tiếp ha. Nút mở nguồn, tắt nguồn, với lại là sạc pin điện thoại, chìa khóa. Máy pha cà phê, máy đánh bột và đánh trứng. Tiếp nhiều lắm á. Trong nhà mình có quá trời luôn kìa. Quạt trần. Quạt bàn. Rồi cái lò vi ba, cái lò nướng. Bóng đèn. Đèn ngủ. Cái bàn, cái ghế. 17 đáp án hợp lệ, xin chúc mừng gia đình mình đã vượt qua được con số 16. Với chiến thắng đó, gia đình Bích Ti đã nhận được giải nhì của chương trình. Tuy không phải là giải thưởng cao nhất, nhưng đã mang lại niềm vui và hạnh phúc vô giá dành cho cả nhà. Chúng tôi mong rằng,
với các thử thách vận động của chương trình sẽ giúp trẻ rèn luyện được tinh thần đoàn kết, kỹ năng xử lý các tình huống nhạy bén. Đó là những trải nghiệm thú vị giúp cho sự phát triển của trẻ ngày một tốt hơn. Con có nhận xét như thế nào về phần thi đấu ngày hôm nay của ba mẹ nè? Dạ, con thấy là hôm nay ba mẹ có đoàn kết, biết chia sẻ với nhau. Và hy vọng con sẽ luôn là cái sự yêu thương và kỳ vọng của ba mẹ. Và hứa với ba mẹ điều gì nè? Con hứa là con sẽ ngoan hơn, học giỏi hơn cho ba mẹ vui lòng. Giỏi lắm. Và cảm ơn anh chị rất nhiều, ngày hôm nay đã mang lại rất nhiều nụ cười, sự giải trí. Và không biết là gia đình hàng xóm của mình, đặc biệt là bé Phương Anh, không biết có những cái lời nào nhắn nhủ tới bạn của mình không? Mình chúc bạn là bạn sẽ học giỏi hơn. Giỏi lắm. Không biết là chị anh Tuấn với chị Phương có nhận xét như thế nào về gia đình hàng xóm nhà mình ạ? Em thấy rằng là anh chị chơi rất là xuất sắc luôn, nhưng mà tại vì chỉ một xíu may mắn thôi. Gia đình rất là đoàn kết và cảm ơn anh chị. Dạ vâng, xin cảm ơn cả hai gia đình rất nhiều ạ. Như vậy là gia đình của bé Phương Anh coi như là đại diện bữa nay để bước vào vòng đặc biệt.